thiên xạ bây giờ mơ từ tam biển nó xạ người ta xạ miền xạ thôm đấy nè miền xạ chiều thiên đấy nè mình ra ông nắng nè giờ đấy biển nó lâu khơi nhé giấy ở đây thiên xạ chăn chăn thiên xạ bên đây tham bệnh thiên xạ này bất thiên xạ nó cứ lệ khả năng đời tha hết ca rồi có bắt tập phút ấy đã cắt lăng đời ở bàn priêng tốc á về cắt lăng ở bàn cổ người nó cái nào cái nào thì nó sốc sốc nghe cái bộ đàn liền nó ở bàn cổ tốc ấy à đấy à đấy à nó về tôi chứ về tôi là thay dương viên cùng bồ ông ấy tàu na hỡi sao tàu miền pành hà ấy mùi đời cắt lăng đời cháy đón nè anh nghe hào tam tam lỡ ở mấy chữ bạc một cân cái nào nâng nè nè thiên xạ ấy nè nè ai khang sẽ cách miền ấy này thái amen lại sẽ cách anh nghe đôi à dương thưa cùng rong ai mùi cùng rong người ta dương mơ bị hạ nhị pay dương mơ bị bệnh thiên xạ chẳng phải là bệnh thiên xạ đôi chân cứ dương mơ mình đăng nghề dương mơ mình đăng nghề thế nào thôi ta dương miệng cùng rong từ chạy chậm nào nồi na nè nè rìp chậm ai rồi ở hơi đậm rồi cua sai tớ sắp tới pleieng nè pleieng tớ bàn từ ấy nó ngả hậu ta chia bệnh thiên xạ để cắt lá ngả nó ngả bệnh thiên xạ để cắt lá rồi là thiên xạ này cái xe tham ấy giảm trăm mơ này còn gì mới à vậy đại ca là đội bàn triền tốc này chứ nữa nè vậy thiên xe bàn triền tốc về chạy tôi nâng rừng khu thầm chiết cái này chạy bàn chạy bàn sập thiên xạ cả thiên xạ tôi cái đoan cái này cái nào nó là cái nào cơ thẩm chiết rồi cái nào ở vậy đại về ca đội mình bàn trung tốc đội mình bàn đằng môn nè anh nâng cao thao thiên xạ nè anh nâng cao force này force measure force measure nè cái này khác cái cái này thiên xạ này chả cái gì đây chớ nữa rồi thà miền bành hài á anh nói gì chia cái này thiên xạ đấy cái này thiên xạ biển này biển gì cái này cái này thiên xạ thì là miền ấy mau rẻ ràng cùng rong bò dương đầm na cà bò dương dương cất ở hai bàn tay miền cà này đang mùi đã cà là ăn máu nè nên hà cà này bị thiên xạ nó mọi miền bánh hà mình bán cất tục môn này nhở